Yo, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Triumph Sala Motorcell. Mình là Hiếu Võ và hôm nay mình trở lại với một video clip để giới thiệu cho anh em một mẫu xe đã từng trở thành một thương hiệu của Triumph mỗi khi nhắc đến. Và cho đến ngày hôm nay thì mẫu xe này vẫn được xem là một biểu tượng huyền thoại không bao giờ lỗi thời của Triumph. Và chắc các bạn cũng đã đoán ra mẫu xe này là mẫu xe nào rồi ha. Thì trước mặt mình đây là hai mẫu xe Bonneville T120, phiên bản gầm chrome và phiên bản gầm full black. Thì mời anh em hãy cùng Hiếu trong video clip này để tìm hiểu hai mẫu xe này nhé. Let's go. Ok, và anh em hãy cùng đi vào chi tiết của hai mẫu T120 này nhé. Đầu tiên mình hãy cùng nhìn sơ qua mẫu bản cơ bản nhất, bản gầm chrome của T120 Bonneville. Từ đầu đèn, T120 sẽ giữ những nét nguyên bản nhất của những dòng classic. Xi nhan to, đầu đèn tròn với dòng chữ ở dài trước có hình logo Triumph rất là tinh tế ngay đây. Với những thiết kế của Triumph thì anh em dễ dàng bắt gặp những logo được thiết kế nhỏ và rất là tinh tế, giống như đồng hồ. Đây là cụm đồng hồ đôi cơ học kết hợp với analog, thì có cái logo nhỏ ở đây rất là đáng đồng tiền. Phần bình xăng thì đây là bản màu jet black, là màu đen bóng, với gầm chrome những chi tiết như bô và lốc máy được thiết kế là màu inox chrome sáng. Và T120 thì có dung tích cc là 1200, hai xi lanh, máy là máy huyền thoại Bonneville. Công suất của T120 sẽ là 80 mã lực và mô men xoắn cực đại sẽ là 105 Nm/m. Anh em có thể nhìn những chi tiết này rất là đẹp. Về độ hoàn thiện của những dòng classic Triumph thì không còn gì phải bàn. Đây là tem của engine Bonneville 1200cc. Thì đây là mẫu cơ bản ha. Ok, và tư thế lái của T120 sẽ mang đến một sự thoải mái tuyệt vời cho anh em khi mà đi trong phố cũng như là đi tour xa. Với chiều cao yên của T120 chỉ rơi vào khoảng 790mm và cân nặng rơi vào tầm khoảng 220kg. Đó là một mẫu xe thực sự là rất là nhẹ so với dung tích 1200cc. Anh em có thể nhìn thấy dáng ngồi của Hiếu rất thoải mái, chân để đây. Và T120 sẽ có ga điện, traction control, nồi chống trượt và đặc biệt là sẽ có cruise control cho anh em, hỗ trợ anh em khi mà đi những chặng đường xa. Anh em có thể xem phần cụm ghi đông với những nút điều khiển và đây là cruise control. Giải thích một tí về cruise control thì đó là một công nghệ giúp cho anh em lái tự động. Khi mà anh em set một cái tốc độ nhất định thì xe sẽ chạy đúng tốc độ đó và không cần mình phải lên ga. Đây là nút chỉnh mốt lái. Thì T120 sẽ có hai mốt lái, range và road. Thì khi anh em chạy trên đường, anh em có thể điều chỉnh mốt lái khi xe vẫn còn đang lăn bánh luôn. Đây là một điểm lợi thế rất là lớn của Triumph. Cụm đồng hồ đôi. Đây là nút đề tắt mở. Nắp bình xăng. Và đây anh em có thể thấy là bộ phun xăng điện tử FE nhưng mà giả theo chế hòa khí ngày xưa. Triumph vẫn cố gắng giữ những nét rất là nguyên bản và classic nhất cho dòng xe của mình, với cái tên 1902 Triumph Motorcycle Race ở đây. Đây, máy hai xi lanh. Và giá của T120 cho phiên bản Basic màu đen bóng gầm chrome là 579 triệu đã bao gồm VAT tại showroom. Anh em hiện tại có thể ghé showroom Triumph Sala để có thể là xem xe trực tiếp cũng như là ngồi thử mẫu xe này. Ok,
Ok, và tiếp qua đây sẽ là mẫu T120, nhưng mà bản này là bản gầm full black, thì anh em có thể đến gần xem những chi tiết màu đen. Thì khác với so với phiên bản T120 chrome bình thường thì đây tất cả những cái chi tiết chrome đã được Triumph thiết kế lại sơn đen hoàn toàn. Thì tùy gu của mỗi người, một số anh em sẽ thích những mẫu xe với cái phiên bản gầm chrome này, thì nó sẽ mang đến cho chiếc xe một cái sự hầm hố và một cái sự cứng cáp khi mà dàn gầm của mình full black. Phần máy cũng là màu đen, bô màu đen, và về trước với logo Triumph cũng đã được sơn đen. Nói chung là con này full black, full đen. Và về mẫu yên thì sẽ là màu nâu, tạo điểm nhấn cho chiếc xe. So với phiên bản T120 thường, yên của nó sẽ là màu đen. Đây, T120 Bonneville Black. Thì mẫu black này so với mẫu kia cũng không chênh lệch nhiều. T120 Black sẽ có giá 585 triệu VAT tại showroom. Thì hai chiếc xe cũng khá tương đồng, không có nhiều sự khác biệt ngoài màu sơn và bình xăng và yên sau. Ok, và đó là tất cả thông tin của T120 phiên bản Basic và phiên bản Full Black. Thì trong tháng 12 này, showroom Triumph Sala đang có rất nhiều chương trình ưu đãi cho các anh em để thực hiện ước mơ của mình. Và đây là mùa lễ hội, anh em hãy cùng đến showroom để được xem xe trực tiếp cũng như là được các bạn tư vấn viên hỗ trợ tận tình tất cả những chương trình nhé. Và cảm ơn anh em đã xem video clip, hẹn gặp anh em trong những chương trình tiếp theo. Cheers. If you are interested in Triumph bikes, please contact us via our hotline or leave a comment below. Merry Christmas and hope to see you soon.